Anh nè, chuyện lá thư và gói quà của em là sao? À, anh kể cho em nghe đi. Có gì đâu. Sao con đi sao mà hôm đó đó, sao thì có gì sao không? Anh ra vừa... Anh nghe nói bác sĩ đang kiểm tra mà. Ôi sao? Thiệt tình mà để ý vậy tớ. Ủa bà? Ông Nghĩa, ông đi đâu vậy nè? Tôi... À, không, tôi đi thăm bạn. Mình tệ quá, bà ấy phải phẫu thuật khối u mà mình không biết gì hết. Vết mổ chưa lành hẳn còn xô đẩy bà đi. Ông này vì sao vậy, sao không xuống ăn cơm? Nè, tôi nói chuyện với ông vậy cứ ghẻ tôi dữ vậy trời. Cái gì vậy? Mặc luôn. Trời ơi. Quýt hà. Nè. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Cái gì? Mà. Ông này sao vậy ta? Thu Phương. Dạ. À, thôi đi, thôi đi. Ôi, dạ thôi, em đi được rồi anh. Không. Anh thích đẩy em. Em ngồi cẩn thận nghe. Dạ. Anh nè. Ừ? Chuyện lá thư và gói quà của em là sao? À, anh kể cho em nghe đi. Có gì đâu. Sao mà đi sao mà hôm đó đó. Sao vậy rồi có làm sao không? Anh ra vừa. Mà nghe nói bác sĩ đang kiểm tra mà đó. Ôi sao đi. Cần phải để ý vậy tớ. Ủa bà. Chào mừng đi. Ông Nghĩa, ông đi đâu vậy nè? Tôi, à, không, à, tôi đi thăm bạn. Vậy hả? Bà. Tôi cũng thăm bạn, tôi bị tai nạn đây nè. Dạ. Thăm anh đây thăm ha. Rồi rồi. Đi. Em chào anh. Trời ơi, đi thăm lẹ lẹ vậy còn nấu cơm nữa. Bà sao bà xui dữ vậy trời. Biết nằm phòng nào không bà? Phòng này nè. Em có sao không? Anh xin lỗi nha. Em không sao. Thôi đi. Em hiểu mà. Em không muốn để chị nhà hiểu lầm. Anh nè. Ừ? Chuyện lá thư và gói quà của em là sao? À, anh kể cho em nghe đi. Có gì đâu. Sao con đi sao mà hôm đó đó. Sao vậy rồi có làm sao không? Anh ra vừa. Anh nghe nói bác sĩ đang kiểm tra mà đó. Ôi sao? Thiệt tình mà để ý vậy tớ. Ủa bà. Ông Nghĩa, ông đi đâu vậy nè? Tôi, à, không, tôi đi thăm bạn. Mình tệ quá, bà ấy phải phẫu thuật khối u mà mình không biết gì hết. Vết mổ chưa lành hẳn còn xô đẩy bà đi. Ông này vì sao vậy, sao không xuống ăn cơm? Nè, tôi nói chuyện với ông vậy cứ ghẻ tôi dữ vậy trời. Cái gì vậy? Mặc luôn. Trời ơi. Quýt hà. Nè. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Cái gì? Mà. Ông này sao vậy ta? Sao ông quạo dữ vậy trời? Cô y tá. Dạ. Cho tôi hỏi thăm cái người này. À là... dạ, bác ở đây mới làm thủ tục xuất viện xong ạ. À, bác ấy vừa đi ra ngoài đó bác. Xuất viện à? Dạ đúng rồi. À, bác ấy mới ra ngoài, bác không thấy ở ngoài ạ. Thu Phương. Anh Nghĩa. Thu Phương. Anh
Ủa sao sao tự nhiên anh khóc vậy? Anh xin lỗi, anh không kìm được, anh không kìm được cảm xúc của mình em ơi. Coi kìa, anh hả giống như đứa con nít vậy á. Nhưng mà hả chính vì điểm đó mà em yêu anh đó. Anh biết không, anh là mối tình đầu trong lòng của em đó. Trời ơi, tự nhiên lớn tuổi rồi mà nói chuyện yêu đương kỳ quá. Nói ra điều này trong lòng em rất nhẹ nhõm. Anh biết không, khi biết tin mình phải phẫu thuật, em hả rất là lo sợ. Em cảm thấy nuối tiếc những điều em chưa làm được, trong đó hả có tình yêu của anh và em. Để em cho anh nghe bài hát này nha. Nghe không anh? Ủa sao vậy anh? Bài hát này á, tựa là tình yêu là chó hay mèo. Em á hả, rất thích bài này. Anh biết không, mỗi khi mà nghe bài hát này á hả, là em lại nhớ tình yêu em và anh. Em có cảm giác là hả, tác giả viết dành riêng cho em và anh. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào ông nội cũng mở bài tình yêu là chó hay mèo lên nghe. Trời ơi, ai mở cái nhạc bậy bạ vậy? Tắt cái nhạc đi. Alo. Alo. Con ngồi im lặng đi nha con. Dạ. Anh đẹp dai như là con chó, em dễ thương như là con mèo. Tuy hai ta trông thật nhí nhố, lúc ở gần cứ cắn nhau đau. Mình em có sao bác sĩ? Mình em nặng không bác sĩ? Thì là mỗi lần nghe là ông nội lại khóc, bất kể ở nơi đâu và bất kể đang làm gì,